Quá hả hê, đè bẹp Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam coi như vô địch giải đấu quốc tế. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Joker. Các bạn thân mến, Trung Quốc bấy lâu nay luôn được biết đến như một cường quốc về thể thao, họ luôn áp đảo nhiều bảng xếp hạng thế giới. Các thanh niên xứ Trung luôn vỗ ngực xưng tên, vinh váo cho rằng hệ cứ đi thi quốc tế thì Trung Quốc sẽ mang về huy chương vàng và dễ dàng đè bẹp đối thủ như một điều hiển nhiên. Thế nên sau khi hay tin tại giải đấu NSDS Women Fistel Championship 2024, đội tuyển Trung Quốc sẽ đọ sức với đội tuyển Việt Nam, cộng đồng Trung Quốc thi nhau cười khẩy. Ấy vậy mà đời đông như là mơ, đại diện màu cờ sắc áo, các cô gái vàng không làm nước nhà thất vọng khi biến đội tuyển nước láng giềng thành quân xanh ngay trên đất Thái. Ai chà chà thì kỳ này nụ cười của netizen xứ Trung coi bộ là méo mó rồi các bạn ạ. Nào hãy cùng mình sống lại những giây phút kịch tính trong trận đấu này nhé. Như một quy luật bất thành văn thì mỗi khi Việt Nam và Trung Quốc chạm trán, cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào cuộc chiến giữa hai quốc gia. Và đương nhiên, trận đấu giao hữu này cũng không phải ngoại lệ. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cả hai đội đều bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, nhằm mang vinh quang về cho đất nước. Không khí trên sân vận động dâng trào như một quả bom nổ chậm, nơi những tiếng hô vang của cổ động viên hòa quyện cùng ánh mắt đầy quyết tâm từ các cầu thủ. Tuyển Trung Quốc với bề dày thành tích và sức mạnh đáng gờm đã chuẩn bị cho trận đấu này như một trận chiến sinh tử. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với thử thách lớn khi thiếu vắng cầu thủ chủ lực Thanh Ngân do án treo giò. Nỗi lo lắng hiện hữu trong lòng người hâm mộ, nhưng không ai có thể ngờ rằng các cô gái của chúng ta lại tạo ra một màn trình diễn bùng nổ như vậy. Trận đấu bắt đầu với những giây phút căng thẳng khi hai đội thi đấu quyết liệt và không ngại va chạm. Những pha tranh chấp bóng diễn ra gay gắt ở giữa sân khiến khán giả phải nín thở. Cả tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều không ngừng tạo ra những tình huống nguy hiểm. Những hàng phòng ngự của cả hai đội đều hoạt động hiệu quả, khiến bóng không thể đi vào lưới. Những cú sút từ xa và những pha đi bóng đầy kỹ thuật tạo nên bầu không khí sôi sục trong sân. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian của hiệp 1 với những pha tấn công sắc bén từ cả hai phía. Tuy nhiên, càng về cuối hiệp thì sự tự tin của đội tuyển Việt Nam càng thể hiện rõ rệt. Khi hiệp 1 chỉ còn 9 giây, một khoảnh khắc định mệnh đã xuất hiện. Pha phối hợp ăn ý giữa Thanh Hằng và Phương Anh đã buộc cầu thủ Trung Quốc phải phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền. Lúc này thì cả sân vận động như nín thở, chờ đợi một điều kỳ diệu từ Thanh Hằng. Cú sút dứt khoát vào góc trái khung thành của cô đã đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng này thổi bùng cảm xúc trong lòng người hâm mộ và thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Từ thời điểm ấy thì tinh thần của các cầu thủ Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh, khiến họ tự tin phối hợp những đợt tấn công dồn dập, tạo ra những pha bóng mãn nhãn. Bàn thắng đầu tiên do Thanh Hằng ghi ở phút 20 thực sự trở thành một khoảnh khắc không thể quên. Đó không đơn thuần là một cú sút phạt đền thành công mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và quyết tâm của đội tuyển Việt Nam. Khi Thanh Hằng bước lên chấm 6m, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả sân vận động như ngừng thở, cú sút chính xác ghi tên cô lên bảng tỷ số, khắc sâu trong lòng người hâm mộ một hình ảnh đầy tự hào. Bàn thắng này mở ra một cánh cửa mới cho đội tuyển Việt Nam, tạo ra cú sốc tâm lý lớn cho đội tuyển Trung Quốc. Sự lo lắng về áp lực đè nặng lên vai họ, trong khi đó thì các cô gái Việt Nam tràn đầy hưng phấn, tự tin hơn trong những pha tấn công tiếp theo. Bước sang hiệp 2, tuyển Trung Quốc đã quyết tâm dồn sức tấn công, tìm kiếm bàn gỡ để khẳng định vị thế của mình. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ sức mạnh không thể bị đánh bại của họ. Phút 27, khi thế trận đang nghiêng về Việt Nam, một khoảnh khắc bất ngờ đã xảy ra. Thanh Hằng với kỹ thuật điều luyện thực hiện cú volley từ biên phải khiến mọi ánh mắt hướng về cô. Ngay lúc ấy, Bùi Thị Trang như một vị thần xuất hiện đúng lúc, thực hiện cú đá nối hoàn hảo, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này không những là một cú sốc lớn cho tuyển Trung Quốc mà còn khẳng định lối chơi tấn công sắc bén của đội tuyển Việt Nam. Khoảnh khắc Bùi Thị Trang ăn mừng bên các đồng đội thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh tập thể của đội bóng. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam thực sự đã chiếm lĩnh trận đấu, khiến các cầu thủ Trung Quốc phải suy nghĩ lại về chiến thuật của mình. Thế trận dần chuyển sang một chiều hướng không mấy khả quan cho đối thủ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sự áp đảo của đội tuyển Việt Nam tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Phút thứ 33, Thanh Hằng lại thêm một lần nữa khẳng định tài năng của mình với một đường chuyền như đặt cho Vân Anh. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén, Vân Anh không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm cận thành công với ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển. Bàn thắng này không chỉ mang lại sự an toàn cho cả đội mà còn khẳng định rằng Việt Nam đang ở đỉnh cao phong độ. Khi bóng lăn vào lưới, cả sân vận động như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, những tiếng hò reo và cả vỗ tay không ngừng vang vọng, tạo nên một bầu không khí sôi sục đầy phấn khích. Khoảnh khắc này vừa khẳng định sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam, vừa là minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường của họ. Những cô gái không biết khuất phục, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Với chiến thắng 3-0 ấn tượng trước tuyển Trung Quốc, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã chính thức vươn lên dẫn đầu bảng tại giải NSDS Women Futsal Championship 2024.
Những con số ấn tượng với 9 điểm sau 3 trận, 12 bàn thắng ghi được và chỉ 3 bàn thua, cùng với hiệu số cộng 9, không chỉ phản ánh sức mạnh vượt trội mà còn thể hiện quyết tâm mãnh liệt của toàn đội. Chiến thắng này là một cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch, đồng thời là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ Việt Nam, khẳng định rằng họ đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Khi nhìn lại những trận đấu trước đó, chúng ta có thể thấy rõ sự tiến bộ của đội tuyển. Từ màn ngược dòng ngoạn mục trước Đài Bắc Trung Hoa cho đến chiến thắng 5-1 trước Indonesia, các cô gái đã từng bước khẳng định tài năng và bản lĩnh thi đấu của mình. Chiến thắng trước Trung Quốc mang một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh tinh thần và khả năng đoàn kết của đội tuyển. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, với mỗi đường bóng, mỗi pha tấn công đều chứa đựng tâm huyết và quyết tâm mang lại vinh quang cho đất nước. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn còn rất căng thẳng. Đội tuyển Trung Quốc hiện tạm dừng thứ hai với 9 điểm, nhưng họ đã thi đấu 4 trận và chỉ có hiệu số là cộng 5. Điều này cho thấy rằng mặc dù họ là một đối thủ đáng gờm, nhưng sự thiếu hụt về phong độ có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong những lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan cũng đang bám đuổi quyết liệt với 3 điểm và hiệu số cộng 3, nhưng vẫn còn 2 trận chưa đấu. Tình hình này tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi mà mọi thứ vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mỗi trận đấu sắp tới sẽ không dừng lại ở một cuộc chiến về mặt kỹ thuật, mà còn là những màn trình diễn của tinh thần chiến đấu. Đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung và quyết tâm, bởi lẽ trong bóng đá, một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể dẫn đến những hệ lụy không lường trước được. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi, tin tưởng rằng các cô gái sẽ tiếp tục tỏa sáng và khẳng định vị thế của mình trên sân cỏ. Không ai có thể chắc chắn về tương lai, nhưng với phong độ hiện tại và tinh thần quyết thắng, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam hoàn toàn có lý do để hy vọng vào một kết quả tốt đẹp trong những trận đấu tiếp theo. Trước khi bước vào trận đấu quyết định với tuyển Trung Quốc, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã khởi đầu một cách ấn tượng tại giải NSDS Women Futsal Championship 2024. Trong trận ra quân, các cô gái Việt Nam đã thực hiện một màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 4-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Tiếp nối phong độ xuất sắc đó, vào chiều ngày 25 tháng 9, đội tuyển đã có trận đấu thứ hai gặp gỡ Indonesia. Một lần nữa, các cô gái Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-1. Chiến thắng thứ hai liên tiếp này đã khiến người hâm mộ tràn đầy phấn khích và tự hào, củng cố niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam đang trên đà khẳng định vị thế của mình trong giải đấu. Với những màn trình diễn ấn tượng liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đã khơi dậy hy vọng và lòng tự hào trong trái tim người hâm mộ, sẵn sàng hướng tới trận đấu lớn sắp tới với tuyển Trung Quốc. Sau những chiến thắng ấn tượng vừa qua, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh và khát vọng chiến thắng của mình. Họ không chỉ là những cô gái trên sân cỏ mà còn là những người hùng mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Mỗi trận đấu, mỗi pha bóng đều phản ánh tinh thần bất khuất và quyết tâm cao độ của các cầu thủ. Với chiến thắng trước tuyển Trung Quốc như một minh chứng rõ nét, chiến thắng này mang lại tấm vé tiến gần hơn đến chức vô địch và tạo ra động lực to lớn cho đội trong những trận đấu tiếp theo. Giữa bối cảnh căng thẳng hiện tại, người hâm mộ đang hồi hộp chờ trận đấu quyết định vào ngày 28 tháng 9. Khi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan, chỉ cần giành được ít nhất một điểm thôi, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch. Những màn trình diễn ấn tượng gần đây đã thắp sáng ngọn lửa hy vọng trong lòng người hâm mộ, khiến họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giành lấy chiến thắng trọn vẹn cho đội tuyển. Với quyết tâm mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết, các cô gái của chúng ta đang sẵn sàng viết nên những trang sử mới cho Futsal nữ Việt Nam. Đội tuyển hoàn toàn có cơ sở để mơ về một chiến thắng vẻ vang. Người hâm mộ đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc quyết định, tin tưởng rằng các cô gái sẽ tiếp tục tỏa sáng và khắc sâu dấu ấn lịch sử cho bóng đá nữ nước nhà. Và liệu lịch sử có lặp lại với Việt Nam một lần nữa hay không? Hãy cùng theo dõi trận đấu vào ngày 28 tháng 9 và ủng hộ cho những cô gái vàng của chúng ta nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.